Quý vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 25 tháng 10. Sau đây là những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Sau thời gian tái khởi động, cầu Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh để kịp tiến độ thông xe vào cuối tháng 12 năm nay. Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao thông cho biết, dự án xây dựng cầu Tân Kỳ, Tân Quý đang đảm bảo tiến độ thi công. Hiện khối lượng thi công gói thầu xây cầu đạt khoảng 20%. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực thi công cầu được rào chắn cẩn thận, chỉ chừa một lối đi nhỏ cho các phương tiện lưu thông. Trên công trường, các công nhân đang cấp tập thi công các hạng mục đường dẫn, hệ thống thoát nước. Sáng ngày 25 tháng 10, Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm và triển khai mở rộng cho thuê vỉa hè để kinh doanh dịch vụ tại 52 tuyến đường đủ điều kiện trên địa bàn quận. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 Vũ Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh việc quản lý và sử dụng vỉa hè cần được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo duy trì ít nhất 1,5 m không gian vỉa hè, không tính phần bó vỉa cho người đi bộ. Các phường sẽ tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo trật tự an ninh và an toàn giao thông. Các công ty cấp nước thông báo lịch cung nước một số khung giờ ngày hôm nay, ngày 25 tháng 10 và 26 tháng 10 tại một số nơi của quận 8, Bình Tân, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. Trong đó tại quận 8, công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn tạm ngừng cung cấp nước từ 22 giờ ngày 25 tháng 10 đến 5 giờ ngày 26 tháng 10. Tại quận Bình Tân, công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn tạm ngừng cung cấp nước từ 15 giờ ngày 25 tháng 10 đến 17 giờ ngày 25 tháng 10 và từ 22 giờ ngày 25 tháng 10 đến 5 giờ ngày 26 tháng 10. Tại thành phố Thủ Đức, công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức sẽ tạm ngừng cung cấp nước từ 21 giờ ngày 25 tháng 10 đến 5 giờ ngày 26 tháng 10. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, vào những ngày cuối tháng 10, dọc tuyến đường ven kênh đoạn từ cầu Trường Đài đến sông Sài Gòn thuộc dự án kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên có nhiều công trình nhà phố, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, khu giải trí đang được xây dựng để kinh doanh ăn theo dự án. Không chỉ những người dân có sẵn đất ở tuyến đường ven kênh này mới xây dựng hàng quán kinh doanh, mà còn có những người đến đây tìm thuê mặt bằng để đầu tư kinh doanh nhằm đón đầu dự án này khi hoàn thành. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 51 dài hơn 80 km là tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hư hỏng nghiêm trọng, đầy ổ voi, ổ gà. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Ôi, nó hư có sửa đâu rồi, toàn là kẹt xe không à. Đường ổ voi ổ gà không à, thế con đi toàn là bá với gầm không à. Anh lâu lâu chạy dịch vụ là bá gầm là ở dưới mấy cái ông xã nó méo hết. Thì mong ban chức năng làm sớm để lưu thông cho nó được an toàn. Cái đường này bây giờ nó hư hỏng, nó thấy là nó rất là phức tạp, bởi xe cộ đi lại rất là đông. Mà cái đường này nó hư hỏng nó gọi là nó quá nặng rồi. Mà cái lượng xe đi qua lại đấy nó dồn dập lắm. Nếu tài xế mà không chạy mà không cẩn thận là cái chuyện mà đâm đụng nhau là chuyện bình thường. Trời mưa thì nó quá nguy hiểm, bởi vì trời mưa là cái nước nó nằm trên cái ổ gà, mình không biết cái đường nào, cái chỗ nào mà mình để mình tránh nhá. Khu quản lý đường bộ 4 Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dù đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đã nỗ lực khắc phục, nhưng do tình trạng hư hỏng trên quốc lộ 51 quá lớn, nguồn kinh phí bảo trì và sửa chữa đột xuất không đủ nên tình trạng xuống cấp, hư hỏng trên tuyến này ngày càng lớn. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, thời tiết mưa nhiều nên mặt đường liên tục phát sinh ổ gà, vết hằn lún, nguy cơ gây mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 51, khu quản lý đường bộ 4 kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho phép bổ sung kinh phí cho sửa chữa đột xuất trên tuyến quốc lộ 51 với kinh phí ước tính hơn 50 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày trên Lao Động.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.